ngày 8 tháng 8 tại xã Măng huyện Tumarong đã diễn ra hội nghị thành lập hợp tác xã dược liệu du lịch Ngọc Linh H80. Tham dự hội nghị có ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Văn Trang, phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Hải, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp. Hợp tác xã dược liệu du lịch Ngọc Linh H80 được thành lập với trên 170 thành viên, số vốn điều lệ hơn 500 triệu đồng, trong đó gồm người dân, cán bộ và doanh nghiệp tại huyện Tumaron, người dân ở các địa phương khác trong và ngoài tỉnh tham gia. Đây là mô hình hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, hướng tới mục tiêu liên kết để cung cấp dịch vụ đầu vào cho thành viên với giá cả hợp lý và chất lượng tốt, hỗ trợ thành viên trong quá trình sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm nông sản, cung cấp các dịch vụ phi nông nghiệp nhằm tạo nguồn thu bền vững cho hợp tác xã và nâng cao hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của địa phương. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nhóm dịch vụ nông nghiệp và nhóm dịch vụ phi nông nghiệp như dịch vụ liên kết trồng và tiêu thụ nông sản, dịch vụ cung cấp giống cây lâm nghiệp và dược liệu, dịch vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Trang chúc mừng hợp tác xã dược liệu du lịch Ngọc Linh H80 được thành lập. Đồng thời đề nghị huyện Tum Rông, các sở ban ngành quan tâm hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã, các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh tham khảo học hỏi nhân rộng mô hình điểm hợp tác xã đa mục tiêu, đa thành phần, đa dịch vụ như hợp tác xã dược liệu, du lịch Ngọc Linh H80. Riêng hợp tác xã sớm ổn định tổ chức, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tập trung thực hiện tốt các phương án đã đề ra, từ đó phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập của xã viên và người dân.